Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 28 tháng 6 mà chúng tôi vừa cập nhật. Vừa qua, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ sàng lọc 126 người để xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Mặc dù sới bạc này mới hoạt động khoảng 3 ngày, nhưng đã quy tụ đông đảo người tham gia vì những kẻ cầm đầu tung tin là đã lo công an. Bài viết sới bạc cực lớn ở Bình Chánh tung tin đã lo công an sau khi được đăng tải trên PLO đã nhận về nhiều góp ý cũng như ý kiến của bạn đọc như đánh bạc có tổ chức bắt là phải. Một ý kiến khác đồng tình, đúng rồi, bắt hết đi cho bớt loạn xã hội. Hay, các đối tượng này nên bắt từ gốc thì mới triệt phá được hết. Một ý kiến khen ngợi, công an Bình Chánh hay quá. Nhiều người đợi vài tháng, có khi cả năm, vẫn chưa nhận được căn cước công dân gắn chip. Tuy nhiên, có thông tin khi chịu chi cho dịch vụ thì chỉ mất có 4 ngày sẽ cầm trong tay căn cước công dân. Phản ánh về vấn nạn trên, PLO đã có phóng sự điều tra dịch vụ làm căn cước công dân ở Gò Vấp, chi 3,5 triệu đồng, 4 ngày sau có căn cước công dân. Ngay sau khi phóng sự được đăng tải, chúng tôi đã nhận được về nhiều bình luận của bạn đọc như làm căn cước công dân thì lâu, giờ còn như vậy nữa. Nhiều bình luận khác nêu ý kiến, mong pháp luật xử thật mạnh tay, hay làm căn cước công dân thôi mà cũng tìm cách lấy tiền của dân. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@vongphapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.